dương tình lạc ơi xét biết ai người hiếu thuận thảo hiền tu nhân đứng xét biên ý cẩn thận chúa thiên trung vương ta tân tự ân từ bi mến chúng sinh cô ngã kim thịnh lễ khai quang thập cờ diệu tôn nông chứng đền trung hà bút về sai triển nhang hà bút về sai cảm phiền chư tướng đáo lại hộ trì đã sai binh bộ binh thình cầu bình an cho cả đạo bình an và tăng giác bình an cho người tu họ
Ha. Kinh niên kinh nguyện kinh nhật kinh thời pháp đàn chỉ phật kim tuyên kinh pháp văn lai ngắn đàn tràng nay đệ tứ công quang tam giáng ngự về lại đền thú linh từ trước ta chứng tâm cho đồng thầy họ Vũ ban phúc ban đài cho đồng đệ tử họ Nguyễn bắc ghế ta ngồi. Hôm nay ta chứng đàn chứng tâm lại cho đồng tử họ Nguyễn và gia đạo đã nhất tâm tiến mã bốn phủ của ta. Vâng, về các cung các cửa ban cho cung nào đấy đã ban khen cho pháp văn pháp sư tay quỳnh tay quế dây đàn tiếng hát chị lính em tách ra trăm họ nhà nào độc lập đấy ha. Trời ba ngàn thế giới nước Việt Nam đi một con giang sơn muốn tu điện ngọc đình vàng thánh đồng đệ tử tôn nhàn phục thơ số nhân thế thiên đình định xét phật sang giàu đối khổ điểm vui xa hồi cung chính quan quê nhà đất tình giang sinh có an quê nhà danh nam cổ tích ngự tòa ngồi nào nên xa cách dài lâu như ơn tiên tổ đời sau ý còn chuyên đừng nghỉ nhiều đôi định sự ý vốn đặt bày từ cổ ý dĩ nhái bao phen xuất nhập trang đàn đào nam mi quý nguyện sự bày để sướng ca ngàn ơi
bồ Bình Thủy, thiếu sai Bình Thủy, gia uy âm âm hoàng vì xa chân lòng phương. Phật tuyên kinh, pháp văn lai dáng đàm tràng. Nay quan dắt ta về ngụy tại bản đền chúa linh từ. Trước ta chứng tâm cho đồng thầy họ Vũ. Nhờ phúc lưu ân của đồng thầy họ Vũ mới họ Nguyễn mới được biết đến cửa ta nhá. Sau ta chứng tâm cho đồng tử họ Nguyễn cùng gia đạo đã nhất tâm dâng lễ. Trên có thượng phẩm hạ, trên có thượng phẩm chay tịnh, dưới có hạ phẩm tam sinh. Đã tiến mã hình nốt tốt tươi đến cửa ta nhá. Ta ban khen cho pháp văn pháp sư lời dây lời văn tiếng hát. Tây Quỳnh, Tây Quế, đôi hàng ghế tứ phủ.
ta ban khen cho đồng anh lính chị, đồng chị lính em, bách gia chăm họ, hôm nay đã đến để trợ duyên cho đàn duyên được hoàn mãn nhá. Sông tranh ơi hỡi, bến sông tranh, trăng nước còn hinh trận tung. Cường ghi nhớ lòng hằng
hướng trong nào phải bị răng bụi bờ. Trừ thiên cơ trời xanh đa tình, đức hóa nhi đang định chữ oan. Yêu ma quỷ quái tà gian, thù xưa bay trả ngày càng các yêu. Mới đặt điều vô oan oan kết, trả hiền người làm chuyện bất lương. Chẳng nên đạo hơn khôn ngược, ai hay đạo lý cương thường mà đạo điên. Ngài oan vì ông bướng là nơi chết hoa đoạn vụ tội trời không dung. Hỏi trắng hỏi gió hỏi rơi, hỏi rằng nguyện não chiêu người cơ vì đâu. Thanh đá hồi cùng hôm mai vui vẻ đến tông, ngày chơi phủ chính đầu hồng chầu bà định nhất vào ra hồi cùng bàn tiên đế thích triệt phong sinh ra công chúa nổi dòng nghĩ ra còn dâng bật chầu điện chính là